Hello, em xin thân mến chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã đến với video tiếp theo này của em. Hôm nay thì thời tiết nó cũng mưa gió rất là thất thường. Hôm nay thì em lại chuyển qua là đi lái ô tô. Đây, cái ô tô đây. Nhưng mà bây giờ em sẽ vào phía trong này để giới thiệu cho anh em chút về công việc hôm nay, cũng như là lát nữa thì mình sẽ thực hiện cái công việc của mình, đó là chở đất đi đổ anh em nhá. Đó. Thì hiện tại thì bây giờ là con máy này là con máy 58-3 của em Hạnh lái. Hiện tại đây giờ đang cải tạo cái mặt bằng của cái nền nhà trọ cũ anh em nhá. Đó. Cả những cái ô này là cái nền nhà trọ cũ, nhưng mà cái nhà trọ này ngày trước là nó hẹp quá. Nếu mà ở một hộ gia đình ở thì người ta sẽ ở không được rộng rãi thoải mái ấy, chú bác. Đây là ngày trước là người ta làm để học sinh ở thôi, nhưng mà đến bây giờ thì người ta sẽ cải tạo lại để người ta cho hộ gia đình ở cho nó rộng ra. Đó. Ví dụ như nó rơi vào khoảng độ hơn 20 m2 cơ, còn cái này thì nó một chiều 3, một chiều 4 thì nó rơi vào khoảng 12 m2 thì nó hơi chật. Đó. Thì bác chủ nhà bác ấy muốn là cải tạo lại và cho nó rộng rãi ra. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đi vào phía trong này quay nhá. Thì cái mặt nền mà máy đang đứng lên này, hiện tại bây giờ mình sẽ hạ xuống khoảng 20 phân. Đây thì nó có một cái cây bơ này, quả rất là sai và cũng sau này rất là mát mẻ luôn. Thì là những cái chỗ này thì sau này người ta sẽ đập những cái bức vách này đi. Người ta sẽ đập hết những bức vách này đi để người ta cho hai phòng thì một phòng thôi các bác. Còn cái xe của mình là lùi đến đây thôi, bởi vì là cái chỗ này nó có một cái điều hòa ở đây. Lát nữa em Hạnh em sẽ dồn hết xỉ ra ngoài này, xong đứng ở đây xúc. Xúc nó đầy xong là mình sẽ di chuyển để đi đổ anh em nhá. Cái máy này thì bây giờ hiện tại nó vẫn đang hơi khói này. Bây giờ xúc tạm cái rác này đi để đổ trước này. Đổ hết cái rác này đi xong bắt đầu là mới lấy mặt nền cốt lên đến cái đất củ của nó. Đây là dạng như kiểu đất màu thôi. Cái này là lúc trước các bác ấy làm cái luống để dùng rau, các bác ấy cho đất màu vào đây thôi. Đây này, những cái ô này hiện tại bây giờ nó vẫn đang còn những cái giấy dán tường mà nó màu hoa văn này này. Cái phòng này chắc ngày trước là con gái ở. Đây nó là đất màu này, có xỉ gạch bê tông này, cũng như là rác luôn. Xe mình mà lùi vào đến đây thì đẹp, nhưng mà do là nó mắc mất cái bên cái điều hòa kia, cũng như là cái gương của mình ở cái đầu kia nó sẽ bị mắc. Đấy, nếu mà nếu mà nó có nhiều thì mình cũng phải phá cái bức tường kia, nhưng đây nó có ít thì mình sẽ lùi vào được, tức là gom ra đây để mình xúc lên được. Máy đây thì cái cầu hiện tại bây giờ nó cũng đang hao mòn rồi, cảm giác nó dơ dão là cũng thấy rồi, ác ghét là hơi gọi là dạng như kiểu là long rồi. Hiện tại bây giờ trời nó lại đang mưa này anh em ạ, làm ở cái chỗ hẹp như này mà nó tụt xích là rất là nguy hiểm luôn. Đây, đi vào đây xem này. Múc luôn lên xe anh em nhé. Có vẻ là cái máy của mình nó vẫn đang hơi ở xa, nhưng mà không sao đâu. Cái này thì là mình ấy vào là vẫn được. Vẫn muốn mưa mà. Gốc sung như sao đấy? Gốc sung như sao ấy? Ở gốc sung thì đào về mà ươm. Em Hạnh này em hay làm với cái cảnh như quá. Cái máy của em Hạnh thì bây giờ là cũng có cái két phụ anh em nhá. Cái dàn máy của mình hiện tại bây giờ nó đang rất là nóng. Nó nóng cho nên là không làm cái két kia là nó sôi nước không làm được. Cho nên là bắt buộc là bây giờ cứ phải là có một cái két phụ ở đằng sau là nó giảm được cái độ nóng của máy đi. Nó cũng yên tâm. Bây giờ đi sửa bơm rồi sửa động cơ rồi sửa tổng thể của nó, ví dụ mà nó khỏi được, nó bắt được bệnh mà khỏi được ấy, thì nó cũng hết khá là nhiều luôn. Mà thợ ở Tuyên Quang thì chưa làm được anh em ạ. Đấy, mình mang máy lên đấy để một tuần rồi để cho người ta tự sửa chữa ấy, nhưng mà vẫn không ăn thua. Sửa xong máy về vẫn nóng vẫn hỏng bình thường.
thế những cái phòng những ô bên kia anh em thấy không, nó bé tí cả, nó chiều ngang của nó chỉ được khoảng 3 mét thôi, 3 mét thế còn không được 3 mét. Máy này giờ ra xa mà với là nó hơi bị là như kiểu là quá tầm đấy các bác. Múc như này mà nó hay rơi vào cái gầu là cũng rất là nguy hiểm luôn. À rơi vào cái bên trong lòng, bởi vì cái chỗ này nó chật. Nói chung là anh em nếu mà mới thì anh em sẽ cảm giác như kiểu là nó cứ lùi về là nó sẽ hết chỗ. Nhưng mà anh em có cái bên như em cứ nhấc nó lên cao hơn một chút để mình xúc thì là nên nó sẽ mắc vào đó. Nó mắc vào đó thì nó sẽ đỡ thì ấy hơn. Xỉ. Xỉ này thì nó rất là khó chỗ đổ anh em, cực kỳ khó luôn. Thì lát nữa thì mình sẽ làm một cái video, mình sẽ đi ra cái phía ngoài cổng này và đến cái chỗ đến cái chỗ đầu đổ mình quay thôi. Trong cái quá trình mình đi đường ấy thì không mình không quay được hết anh em nhé, bởi vì nó đi một đoạn đường khá là xa. Em lại em đi trêu mình. Chỗ này anh em nhìn con run à, to như kiểu là ấy luôn, to như kiểu con lươn. Đây là cái cục bê tông móng. Mùn cưa. Đấy, một bên thì nó mưa, một bên thì nó có nắng đấy các bác. Cảm giác nó khó chịu lắm. Cái mùn cưa nó hơi bụi. Okay, cái này lên xong bắt đầu là mình mới ấy chứ các bác nhá. À, cái này ngày trước là các bác ấy đổ đất vào thôi. Dưới này nó vẫn có nền bê tông rồi, nhưng mà cái này đã bóc hết đi chứ. Bóc sạch đi luôn. Vừa rồi thì anh Sơn ấy chế cái két để cho em Hạnh ấy là nó rơi vào quãng độ một cái két mới và một cái quạt mới. Cái quạt thì rẻ thôi, cái quạt này thì nó rơi vào quãng 300 nghìn thôi. Còn cái két ấy, cái két mới ấy, thì nó là 1,5 triệu hay sao các bạn? Thì như cái két này két 1,5 triệu chắc nó đổ khoảng 4-5 lít nước thôi. Hình như là 1,5 triệu thì phải. 1,5 triệu hay 1,8 triệu gì đó, cái két này này. Xong về mua một ít dây nữa, cái dây ống nối kia là 80.000 một cái. 80.000 một cái, à 80.000 một mét chứ. 80.000 một mét thì ống nước thì siêu bền luôn. Nó là dạng như kiểu là ống cao su nhưng mà nó có cáp vải ở trong đấy các bác. Đấy, nó cũng đảm bảo. Bởi vì cái kia này nó chỉ là vận chuyển nước nóng thôi, không có áp lực gì cả. Chỗ này nó rơi vào, nếu mà có một cái bể phốt ở chỗ này nữa thì nó rơi vào khoảng độ là bể phốt nó khoảng 6 khối. Tất cả những cái nhà này nó sẽ làm nhà vệ sinh, người ta nó sẽ dồn ra đây. Và bể phốt người ta thiết kế để người ta đổ sân người ta đổ ấy lên đấy các bác. Người ta đổ sân, người ta đổ để xe máy xe ấy đi lên đi lại được ấy, nên là nó cũng an toàn. Sau này thì nó chỉ có xe máy vào đây, không có cái xe ô tô hay là xe nặng vào đây cả. Các bác mùn cưa các bác ấy về các bác ấy để cho vào để giống rau ấy các bác, cho nên là các bác ấy để lấy sẵn, bây giờ thì lại cải tạo lại.
nó sắp đầy rồi, mình sẽ đội cái camera lên đầu và lát nữa thì mình sẽ ra đó để mình cởi cái bạt ra để che nhá. Đây em vét, lát nữa mình về mình lùi vào nữa là vừa. Sắp đầy rồi đấy các bạn. Dây này nó ấy lắm, bỏ cái cầu ở ngoài đây. Ui. Này. Cái này là đi ra ngoài mà sóc là nó rơi được. Cái ngõ đằng trước này nó rất là chật hẹp ấy các bác. Rất là hạn chế cho nên là mình phải đi lại nó cũng hơi bị lâu ở cái đoạn đầu này. Thì em Hạnh em ấy sẽ ở đây em mới làm nốt, còn mình thì đi về pét đất, lát nữa thì mình sẽ về để mình chở tiếp. Đi ra đến cái chỗ đổ thì mình sẽ tiếp tục lại quay video cho anh em nhá. Đoạn này thì nó hơi là đến đường. Ok anh em nhá. Hiện tại thì bây giờ mình đã đến cái chỗ đổ đây rồi. Thì vào trong này thì là buổi sáng này như là em Hạnh em mới về đây em mới san rồi phải. Thì mình thấy là cái mặt bằng này bây giờ hiện tại nó đang rất là gọi là khô ráo, nhưng mà vẫn có chỗ là nó bị ẩm bên này. Đi vào những cái chỗ này mà nó rơi ra đường là cũng hơi bị nguy hiểm luôn. Đó, thì bây giờ mình sẽ đổ ra cái chỗ kia đi. Đó. Đây là cái bãi đổ các bác nhá. Đây nó gọi là cái bãi đổ rồi. Đây, lùi vào cái chỗ góc góc kia. Cái đổ
đổ, sau này nó sẽ có máy về để nó san sau. Ok. Lên cái xu ấy đi, xong bắt đầu là xa ấy này, nhả khôn ra. Rồi bớt đi, lúc nãy nó có cái gốc cây, không có là rất là nguy hiểm. Sợ mà nó không rơi hết thì. Cứ phải để cho nó rơi hết anh em nha, cho nó an toàn. Và săn mép. Đấy, cái này hiện tại bây giờ nó đang chưa đóng này. Đấy, cái này nó mới đóng anh em nhé, lát nữa về thì nó mới thấy được. Cái này thì đang bị kẹt. Đó. Ok nha các bác nhá. Có thể bây giờ mình sẽ đi về để lấy hàng tiếp, thì mình sẽ quay thêm video anh em nhá. Video này nó cũng khá là dài rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhá. Chúc em có một ngày làm việc hiệu quả. Ok, thầy mến chào tạm biệt. Ok, chào anh em nhá.